Dấu Quốc xin chào tất cả mọi người, và hôm nay trong gian bếp của Món Ngon Việt Nam, Dấu Quốc xin giới thiệu đến mọi người một món ăn kho tàu mang phong vị của ngày Tết. Tuy nhiên không phải là thịt mà đó là cá. Và món hôm nay Quốc muốn giới thiệu đó là món cá lóc kho tàu. Đầu tiên Quốc đang có đây là một con cá lóc tương đương với khoảng là 1,2 kg. Và cá lóc này mình sẽ cắt nó ra thành miếng vừa ăn. Đây, bây giờ để cho cái phần cá lóc mình kho lên đó, nó ngon mà nó không bị tanh, thì mình sẽ bỏ đi cái phần gân máu như thế này. Sau khi mình loại bỏ phần gân máu rồi, mình sẽ cho vào trong chảo. Mình sẽ chiên giòn cái phần cá lóc này trước khi mình cho vào mình kho tàu. Trong thời gian đợi phần cá này chiên giòn thì Quốc đang có đây là 300g thịt ba chỉ. Mình sẽ cắt miếng như thế này. Rồi xong mình sẽ cho vào chảo luôn. Rồi và Quốc có đây là 5 củ hành tím. Và hành tím này Quốc sẽ thái mỏng và mình sẽ cho vào trong thịt. Rồi bây giờ Quốc sẽ cho vào đây là 1 thìa ăn cơm đường. Rồi xong sau đó mình sẽ trộn đều cái phần đường cho nó thấm đều thịt. Bây giờ mình sẽ để lửa lớn để cho cái phần thịt này nó cháy cạnh. Rồi cái phần thịt này đã cháy cạnh rồi, Quốc sẽ cho vào đây là 1 lít nước dừa. Và bây giờ Quốc sẽ cho vào đây phần nước tương đậu nành vị Việt Nam của Ly Kim Kiêu. Quốc sẽ cho vào là 100ml. Hạt nêm Quốc sẽ cho vào là 1 thìa ăn cơm. Muối sẽ cho vào là 1 thìa lương cà phê. Bây giờ mình sẽ chiên cho phần cá nó giòn, mình thả vào mình sẽ kho. Cái phần cá khi mình kho nó sẽ chắc, và mình kho tới kho lui thì cái phần cá nó càng xốp lên, ăn nó sẽ rất là ngon. Và khi cái phần cá lóc này mình đã chiên cho nó giòn rồi thì mình sẽ cho đây kho tiếp tục. Là như vậy thì cái phần cá lóc mình nó rất là béo. Và mình cho cá vào mình kho lửa đun đưa thì cỡ khoảng 15 phút thì cái phần cá này đã thấm cái nước kho tàu này vào rồi, ăn sẽ rất là ngon. Và đặc biệt đây là gọi là món kho tàu thì chúng ta có thể hâm tới hâm lui hoài. Thì càng hâm thịt nó càng mềm và cá nó càng xốp lên, ăn nó sẽ rất là ngon. Bây giờ Quốc sẽ múc ra đĩa. Đây, bây giờ Quốc sẽ cắt và ít hành, mình sẽ cho lên trên và thêm một ít tiêu. Như vậy là món cá lóc kho tàu của chúng ta đã hoàn thành. Chúc bạn thành công với món này vào dịp Tết Nguyên Đán của gia đình mình.